có tốn đến 11 thì test PCR hai lần. Mấy người ở trung tâm đó hả? Có tài khoản ở bên đó chưa? Có rồi. Ủi, trời ơi. Quý văn á hả? Trời đó, thất hiểu mà quý văn á. Không có nhận lương mà tổng. Có thanh toán. Có cái bật kia đồng. Có sao không? Ừ. Tại vì sao? Mua Lazada 500 ngàn thôi. Dạ, được 100 ngàn. Thanh toán mà. Cái thằng ngân hàng công thương này là không bao giờ có đó. Mà toàn là mấy cái ngân hàng ở Momo, sao ghi vậy nè? Ngân hàng công thương không có mà toàn là có ngân hàng vậy mà. Nhưng mà vi băng á được hả, mua 500 thanh toán á, mua hàng mà thanh toán bằng cái đó đó, cứ 500 thì được 100. Quá trời luôn. Ủa Momo với Zalo Pay là nó cái liên kết tài khoản là tặng tặng nhà lại, nhưng mà nó có trừ ra là có tiền tiền băng. Ừ. Không có cái vi băng không có cũng bị trừ luôn. Được hả? Không, nó được nhưng mà nó không một tí. Nhưng cuối cùng còn phải để liên kết ra từ đây. Làm bây giờ muốn mở tài khoản ra ngân hàng An Bình, mở cái tài khoản giống tài khoản ba số điện thoại 557355. Cái số tài khoản kia với lại Vietcombank của con có là điện thoại, số tài khoản số điện thoại không? Mất rồi, hết rồi. Hôm qua có này hết. Cái tài khoản An Bình mà mở ra không tốn một phí nào vậy? Mà còn cái nào không? Còn VIP với lại Vietcombank không tốt một tí. À, CB tất nhiên là công ty của nhau. Ủa nhưng mà hình như thấy là hình như không liên kết được. Không có một phí nào cả. Giờ nó có mấy ngân hàng nó vậy đó. Đó rồi, hôm qua có cái này đó. Nó online luôn, không tốt phí nữa luôn. Ủa nhưng mà cũng có thẻ VIP băng này là cái gì? Mastercard hả? Mastercard. Mastercard là đây ai quốc tế được à? Nhưng mà làm gì tốn tiền. Là nhân viên của VIP được một chi phí. Không có đâu, khi mua sắm á, những cái chương trình mua sắm ngành canh á nó giảm á. Mua sắm thanh toán trực tuyến bằng thẻ đó luôn. Nhưng mà làm thẻ ATM mình thường cho người ta phải gì làm là phải tín dụng gì đó, cái một cái gì đồng này là chỉ nhánh mở, nó cũng làm cho thẻ mạnh sạch mà còn làm có hay là có làm online, nó tự gửi thẻ này tự gửi vẫn trong nó có mục không mà anh lại cho luôn online không chẳng một cứ đăng ký thôi. Ta
nội nó thấy nó bao giờ luôn nhưng mà nó không làm vậy. Ta tiền. Chắc nó làm vậy để cho tiền luôn đấy mà nó cần, nhưng mà làm vậy thì người ta lại liên kết với cái đó không? Con không thấy ở VIP thì nó có thể là bán, là bán là nó bây giờ hiện giờ ba đang có ba cái đèn tín dụng và đang kích hoạt các cái khóa khóa có không mở nha, khóa mở luôn. Bây giờ có cái thẻ tín dụng của An Bình nó cài cũng không tốn phí nè, không tốn mở để đông người đi với Sedona là sướng à. Nó rộng nhưng mà nó cũng thấy nhìn nó chắc Innova. Thì ở trong nó chắc ngầu nó xa hơn. Sai. Nhưng mà cái i10 trước cái hồi trước chục người trước em mua xe ngủ ngắm i10 biết. Mùa đỏ thì nhìn cũng đẹp luôn. Giờ gì cái xe hàng B đấy chứ sao? Đâu có cái xe hàng B nào đẹp. Nó là hàng này hàng A. Là gì cục trai cũng được. Đó là chiếc khách bếp nhưng mà nó kéo thằng.
hả? Thì hồi đó cũng vô hoài, nhưng mà cái này không quay thôi vậy, cái này vô xíu vậy, vô cái nhanh không ta? Mấy lần em đi tới Dân Nghĩa, bộ chú đi Dân Nghĩa kìa, quay quay này cuối cùng thì quay cái này nó đè lâu quá, đè cái chả có cái là Dân Nghĩa, nó lấy quay bằng điện thoại này. Nếu mà đi tầm tháng 10 là đi đường này, đi một đường khóa. Bữa đi đồng tháp rồi đi đi xuống đường này. Dễ, để tay điện thoại cho bà Trang nè. Để cà phu. Đã biết. Bác Hiền. Bác Hiền quê ở Long An.